Sáng nay, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tối qua đã bắn hai vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông nước này. Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngay sau đó thông báo triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ phóng. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, hai vật thể đã được phóng từ khu vực Ham Hung vào khoảng 18 giờ tối 16 tháng 4 theo giờ địa phương. Vật thể nhiều khả năng là tên lửa này đã bay được 110 km với vận tốc tối đa là mét 4, gấp 4 lần vận tốc ánh sáng. Điểm cao nhất của quỹ đạo chuyển động là khoảng 25 km so với mặt đất. Ngay sau vụ phóng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị quân đội kiểm tra kỹ mọi chuyển động của quân đội Triều Tiên và quản lý tình hình an ninh. Cũng trong sáng nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát vụ bắn thử một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới. Vụ bắn thử diễn ra thành công. Tuy nhiên, KCNA không cho biết chi tiết thời gian và địa điểm diễn ra vụ bắn. Theo KCNA, vũ khí mới thử nghiệm có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo tầm xa ở tiền tuyến củng cố hiệu quả hoạt động của hạt nhân chiến thuật cũng như đa dạng hóa các sứ mệnh tác chiến